Tiểu Phương Vlog. Hôm nay thì mình sẽ thử thách một ngày chơi cùng với Bòn Bon. Thì nãy giờ các bạn cũng đã thấy rồi đó, Bòn Bon cứ chạy lung tung lung tan luôn. Nãy giờ mình giữ cũng hơi mệt lắm rồi nha. Nội ơi. Đó các bạn coi kìa, Bòn Bon cứ chạy vậy đó, rồi đòi thứ này thứ kia thứ nọ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi chung với Bòn Bon nha. Đi nhảy nhảy cô ạ, đi đưa đây cô ạ, không chịu đi vệ sinh này các bạn ơi. Đi đâu mà đòi hả? Bồn Bồn nó đòi đi đâu quá các bạn. Đây. Bòn Bon nó đòi đi chơi. Rồi. Mình dép vô đi. Không dép con đâu? Chỉ đi, dép con đâu? Hồi dép con hả? Đó. Mà con đi đâu? Mở đâu? Con mở làm gì? Này. Mang dép này hả? Rồi mang đi, con mang đi. Bon. Bye Bon. Bye Bon. Bye. Màu gì đó? Màu hồng. Đi từ từ nha. Bye bye. Bye bye. Bị gió qua đi. Bị gió bên đây nè. Chào các bạn nha. Rồi mi gió đi, mi gió các bạn đi. Đi. Con gì con gì? Con cá đâu con? Con cá đâu hả? Con cá nó ngủ rồi. Đây đi cá ngủ. Cá ngủ. Rồi. Bon ơi, Bon ra đóng cửa đi, đóng cửa kìa. Cửa gào á, con ra con đóng đi. Đóng cửa. Con đóng cửa này Bon. Bon. Đóng cửa lại. Đóng giết, nắng. Ok, rồi con đi vô đi nắng kìa. Bon, con đi vô đi nắng. Bánh đi kìa, 57 ghế đó, coi chịu nổi không? Đó, bắt đầu chắc hàng rồi đó. Khúc này mình phải tua nhanh mới được, tại vì bả chắc hàng lên ghế lâu quá đi. Nè, khúc này là mình ra chơi chung với nó rồi đó. Mà mình chơi của mình à, nó không thèm ngó tới mình luôn. Đó, đụng vô đồ chơi của nó là khóc. Chán thiệt chứ. Các bạn thấy Bồng Bon chơi búp ít chưa? Điêu luyện lắm á nghe. Sẽ ăn rồi sẽ ngủ nha. Năm. Ngon không Bon? Nó đi. Dạ. Dạ. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Nhá. Ngon lắm. Peekaboo. Bon đi về đi tắm đi chơi. Okay. Tắm đi chơi với cô ba nè. Về tắm nha, đi tắm. Ok, đi tắm. Đi. Bye. Đi về tắm mà, anh về tắm đi chơi đúng không? Ờ, con về con tắm đi chơi. Rồi nó bàn dép. Mì gió. Đại xe. Xe bít. Gấu. Gấu panda. Con bướm. Sâu. Con học. Sau khi một ngày mình chơi chung với Bồng Bon, mình thấy rất là mệt luôn, nhưng mà cũng rất là vui nha. Nếu các bạn thích video này của mình, nhớ cho đăng ký, một like và bấm chuông nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Vlog. Còn bây giờ thì bye bye mọi người đi. Thôi bây giờ cái bò nó ba gai của các bạn ơi, mình sẽ trả cho anh Vinh nha, với lại Vinh ba.